Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, ngoài kích cầu của các đơn vị lữ hành thì các khu điểm du lịch trong tỉnh Đồng Nai cũng đã đẩy mạnh nâng cấp các dịch vụ, chỉnh trang khuôn viên và thực hiện nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách dịp lễ này. Trong đó khu du lịch Bửu Long có chương trình nghệ thuật biểu diễn miễn phí, tổ chức không gian chợ quê với nhiều món ăn dân dã, giá từ 10 đến 15 000 đồng một phần. Dịp này, vé vào cổng tại khu du lịch Bử Long vẫn giữ nguyên như ngày thường là 150.000 đồng một vé người lớn và 60.000 đồng một vé trẻ em cao từ 1m đến 1,4m, miễn phí trẻ em dưới 1m. Tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sẽ miễn phí vé cổng cho cán bộ lão thành, người có công với cách mạng, người trên 70 tuổi và trẻ em cao dưới 1,3m. Các khu điểm du lịch khác như Suối Mơ, Giang Điền, Vườn Quốc gia Cát Tiên, vân vân cũng đã tôn tạo cảnh quan tăng các dịch vụ ăn uống giải trí nghỉ dưỡng để phục vụ khách du lịch bốn ngày nghỉ lễ